Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn gắn Bluetooth vào trong cái âm ly loại thường đó nha các bạn. Gắn Bluetooth nhưng mình vẫn giữ dây rắc nha các bạn. Nếu các bạn muốn xài dây rắc thì vẫn xài, và các bạn muốn xài Bluetooth thì xài. Và đây là USB Bluetooth các bạn. Các bạn có điều kiện các bạn mua loại mắc tiền một chút thì âm thanh nó chuẩn hơn các bạn nha. Nếu các bạn kết nối rời ở ngoài thì các bạn phải cấp nguồn cho cái USB, rồi sau đó các bạn mới cắm dây rắc vào. Còn bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn lắp vào bên trong âm ly luôn nha các bạn. Và đây là tổng quan ở bên trong cái âm ly Ariran nha các bạn. À, mình đang quan sát xem để gắn cái USB vào chỗ nào và lấy nguồn từ chỗ nào các bạn nha. Và đây là USB các bạn, để tí nữa mình gắn vào bên trong âm ly luôn. Và mình quan sát thì mình thấy ở cái âm ly này nó có ráp một cái nguồn 12V rời. Và đây là nguồn 12V rời nè các bạn. Nguồn 12V này nó sẽ cấp cho hai cái quạt giải nhiệt hai bên đó các bạn. Đây và đây, hai cái quạt giải nhiệt. Và USB Bluetooth này thì nó xài có 5V thôi nha các bạn. Mà đây là 12V, cho nên mình phải sử dụng con IC ổn áp 7805 nha các bạn, để nó giảm 12V xuống còn 5V cấp cho USB Bluetooth. Và bây giờ mình sẽ tìm chỗ mình gắn nó vào nha các bạn. Và đây, mình đã gắn con 7805 vào rồi nha các bạn. Mình sẽ lấy cái nguồn 12V từ cái nắng diode này các bạn. Đây là chân cộng mình hàn vào chân vào của 7805 này các bạn. Còn bên đây là dây mát. Còn bên đầu bên đây là dây ra 5V. Và mình sẽ lấy hai cái dây 5V. Mình sẽ luồn lên cái đường trước nha các bạn. Và đây là dây nguồn, mình đo được 5V rồi các bạn. Đó, hai dây nguồn của nó. Mình đánh dấu cái dây rút là cộng, dây không là trừ các bạn. Và mình sẽ để cái USB Bluetooth ngay góc này nha các bạn. Thứ nhất là nó xa cái cục biến áp nguồn. Thứ nhì là nó gần cái bộ chuyển đổi AB các bạn. À, đây có cái nút chuyển đổi này các bạn. Chuyển đổi AB thì nó sẽ thay đổi cái tín hiệu vào AB ở đằng sau đó các bạn. Đây là cái tín hiệu vào ở đằng sau này các bạn. Đó, nó có hai cổng A và B. Khi các bạn ấn cái nút chuyển đổi AB đằng trước thì hai cái cổng này nó cũng sẽ chuyển đổi thay đổi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái ốc ở mặt trước này ra để mình gỡ cái đầu ra các bạn, để mình hàn vào cái chuyển công tắc AB đó các bạn. Rồi, đây là USB Bluetooth này các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra các bạn nha, tại vì mình hàn nó vào trong máy luôn, mình phải gỡ nó ra. Mình sẽ dùng con dao hay là cái gì đó mỏng mỏng các bạn, mình sẽ cậy nó ra.
USB Bluetooth nha các bạn. Nếu các bạn để USB hướng như mình đang để vậy thì chân bên đây là chân cộng nha các bạn, chân bên đây là trừ, hai chân giữa không sử dụng nha các bạn. Thì hai chân giữa là tín hiệu của mình, đây mình chỉ cấp nguồn cộng trừ cho USB thôi. Rồi và bây giờ mình sẽ hàn hai dây nguồn vào các bạn. Dây nguồn mình, dây cọc mình đánh dấu cột cuốc lại các bạn. Dây trừ trước nha các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ hàn dây cộng vào. Các bạn hàn cẩn thận, đừng có để chân nó đụng nhau nha các bạn. Rồi, mình đã hàn hai dây nguồn vào rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử nha các bạn. Rồi có đèn chớp nháy là nguồn đã chạy rồi đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắm cái dây rắc vào cái lỗ nó âm thanh ra các bạn, để mình đo coi cái dây nào là dây tín hiệu, dây nào là dây mát nha các bạn. Dây tín hiệu ra này nó gồm hai dây nha các bạn, một dây bên phải dây bên trái là hai loa các bạn, và một dây mát chung. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ nhân ôm mình đo thử các bạn. Rồi cái chân bìa này là mát, hai chân bìa này là mát lên với nhau này các bạn. Rồi mình sẽ đo với một chân ở bên đây, rồi chân này là mát này các bạn, chân đầu chân cùng là mát. Rồi cái chân tiếp theo là cái chân tín hiệu của các bạn, của dây đỏ nè. Chân tín hiệu của mình sẽ đo cái chân kế. Rồi đây là cái chân tín hiệu. Và một dây tín hiệu nữa nè các bạn, bên đầu dây trắng á. Rồi cũng lên luôn rồi các bạn. Vậy là mình đã xác định được hai cái chân ở trong là hai chân tín hiệu, còn có chân bìa ở trên là chân mát nha các bạn. Khi các bạn rút dây rắc ra, các bạn phải đo hai dây tín hiệu so với mát coi nó có lên kim không nha các bạn. Vì thường những cái đầu cắm này khi mình rút ra thì cái dây tín hiệu nó hay đóng mát nha các bạn. Và mình đo thì thấy nó không có đóng mát, nó vẫn bình thường nha. Tiếp theo mình sẽ nói sơ lược về cái công tắc này cho các bạn nào chưa hiểu thì các bạn tham khảo nha. Công tắc này có hai chân giữa là hai chân chính các bạn. Khi các bạn ấn vào thì hai chân giữa đóng xuống hai chân dưới các bạn. Đó, chân giữa đóng chân dưới, và chân giữa bên đây nó cũng đóng xuống bên dưới luôn.
đây là hai cái kênh riêng biệt nha các bạn. Khi các bạn ấn vào thì chân giữa đóng xuống dưới. Rồi khi các bạn nhả ra, ấn nhả ra thì cái chân giữa nó sẽ nhả cái dưới ra và nó sẽ đóng lên máy trên. Đó, khi các bạn nhả ra thì hai cái chân giữa sẽ đóng lên trên. Đó, đây là cái mặt in máy dưới này các bạn. Khi các bạn nhả ra thì nó sẽ đóng lên trên. Khi các bạn ấn xuống thì hai chỗ giữa sẽ đóng xuống dưới. Và khi các bạn nhả ra thì hai chỗ giữa sẽ đóng lên trên. Đó, bây giờ hai chỗ giữa đóng lên dưới các bạn nha. Đó, đây là tin này các bạn, hai chỗ giữa đóng xuống dưới. Rồi, đây là cái phần mạch chính của Omni nè các bạn. Hồi nãy mình đã giới thiệu cho các bạn cái công tắc đóng mở đó các bạn. Đây chữ AB này, thì các bạn đóng xuống thì hai chân giữa nó sẽ đóng xuống dưới. Đó là B, các bạn ấn xuống đó là B thì hai chân giữa đóng xuống dưới. Ví dụ các bạn ấn vô là nó để là B, thì khi các bạn cắm cái dây rắc vào B thì nó sẽ gói Omni nha các bạn. Còn các bạn bấm ra nhả về A thì dây công tắc hai chân giữa nó sẽ đóng lên trên và nó sẽ nối với cái dây rắc ở bên cổng A. Và bây giờ mình sẽ hàn hai dây tín hiệu và dây mát của cái Bluetooth này vào. Khi mình ấn công tắc vào thì nó sẽ nối với B và hai đầu dây rắc các bạn. Mình sẽ cắm vào B và mình sẽ hàn hai dây tín hiệu vào cái cổng A nha các bạn. Khi mình nhả ra thì nó sẽ hát Bluetooth, còn khi mình ấn vào thì nó sẽ chuyển qua dây rắc. Nghĩa là mình muốn xài dây rắc cũng được và mình muốn xài Bluetooth cũng được. Đó, và bây giờ mình sẽ dây tín hiệu của Bluetooth vào hai cái chấu trên của công tắc. Rồi, khi các bạn nhả ra thì hai cái tín hiệu của Bluetooth này nó sẽ đóng vào hai cái chân giữa của công tắc, nó sẽ vào máy. Và khi các bạn ấn xuống thì nó sẽ nhả hai cái dây Bluetooth này ra và nó đóng vào cái cổng B của Omni. Mình có thể nối dây rắc vào. Dây mát mình sẽ hàn vào hai cái chân giữa của cái bệ cắm này nè các bạn. Cái bệ cắm dây AB dây tín hiệu từ đằng sau lên nè các bạn. Đã hàn xong dây mát rồi các bạn. Đó, đây là hai cái sợi dây mát này các bạn. Hai cái sợi dây mát và cái sợi dây đen ở giữa này các bạn. Còn hai bên là hai dây tín hiệu A và B. Rồi như vậy là mình đã các bạn thấy là hai cái dây A là hai cái dây ở chỗ trên công tắc các bạn, nó ra ở cái đường dây nào thì mình sẽ cắt bỏ cái dây A đi thì mình không sử dụng dây A nữa. Dây bên cái cổng dây rắc A đó các bạn mình không sử dụng nữa, mình sẽ cắt bỏ đi. Đó, đây là hai cái dây tín hiệu từ
cái cổng A ở đằng sau rít cam ly nó truyền lên cái công tắc đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ đi và mình chừa lại cái cổng B nha các bạn. Rồi, cái cổng A mình đã cắt và mình chừa lại hai cái dây của cổng B các bạn. Đây là cái đường dây anten này các bạn. Cái đường nó để dễ lăng quăng các bạn, là đường dây anten. Các bạn muốn cho nó bắt xa hơn thì các bạn cạo cái lớp sơn này đi các bạn, cho nó ló cái dây đồng ra. Rồi mình sẽ hàn thêm một khúc dây anten vào. Các bạn lấy một khúc dây điện các bạn hàn vào cũng được nha các bạn. Cái đầu dây điện các bạn phải lấy băng keo quấn cho kỹ nha, để nó đụng vào trong máy nó làm hư nha các bạn. Đây mình đã quấn băng keo rồi các bạn. Đó, sẽ nó ra một khúc dây anten. Và khi làm xong thì mình sẽ tìm có chỗ nào mình dán nó vào cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử nha các bạn. Và mình dùng một cái điện thoại để mình kết nối Bluetooth thử nha các bạn. Rồi các bạn, nó đã báo là có Bluetooth đồng lê đó các bạn. Bạn ấn vào và kết nối. Các bạn đã kết nối và bây giờ mình mở thử một bài nhạc nha các bạn. Nó là Bluetooth bỏ dây. Mình đã thử xong và bây giờ mình sẽ dán cái Bluetooth vào ngay chỗ này nè các bạn. Mình sẽ dùng một miếng keo cao su các bạn. Và mình dùng cái mỏ hàn mình hơ cho cái keo nó chảy ra các bạn. Mình dán hai bên hết rồi mình ép nó vào nó chắc hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ép mình dán nó lại. Mình giữ nó tí xíu cho nó khô rồi mình thả nó ra nha các bạn. Rồi mình đã dán xong. Nó cũng cứng và chắc lắm các bạn. Cái dây anten này mình sẽ cho nó hướng vào trong nha các bạn. Rồi mình đã ráp lại hoàn tất rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nha. Mình vừa cắm cái dây rắc vào cái cổng B luôn nha các bạn. Mình vừa thử cho các bạn xem là mình vừa hát dây rắc ở cổng B và mình vừa xài Bluetooth ở cổng A. Đó, cái cổng B mình sẽ nối dây rắc với máy tính. Đây là cái công tắc AB này các bạn. Khi các bạn ấn vào thì nó sẽ đóng vào cổng B với dây rắc. Còn các bạn nhả ra là nó sẽ hát Bluetooth. Và bây giờ mình sẽ nối với điện thoại thử nha các bạn. Điện thoại hồi nãy mình đã nói Bluetooth rồi, bây giờ nó vẫn nhớ nha các bạn.
và mình mở thử một bài nhạc thử nha các bạn. Nhạc trên điện thoại bên Bluetooth đó các bạn, mình tắt thì mình sẽ ấn vào, mình chuyển qua cổng B, mình sẽ mở máy tính cho nó hát bằng dây rắc đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bên máy tính, bên dây rắc các bạn, mình sẽ mở lại Bluetooth của điện thoại thử nữa nha các bạn. Bên Bluetooth các bạn phải nhả công tắc ra. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách gắn USB Bluetooth vào trong âm ly. Và các bạn muốn hát Bluetooth cũng được, hoặc các bạn muốn hát bằng dây rắc cũng được. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công.